À, chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã kết vào xem cái video của mình nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đi bãi chim bằng cái thằng này lên mọi người. Đó, cái thằng rất là mỏng luôn nha mọi người nghe. Thấy chưa? Rất là nhỏ luôn. Nhưng mà rất là ok nha mọi người nghe. Thằng này thì bắt phốc bắt trống đó nghe mọi người nghe. Mình chỉ cần quấn một chiếc thằng thôi là có được chim nha mọi người nghe. Nếu thì không phải là mình nếu khoát chứ. Video của mình lùn cũng rất... bãi được cái này là có rồi đang nghe mọi người nghe lại công hồi vô là dính công nái mọi người nghe mọi người thấy nó đơn giản như vậy chứ nó rất là hay lắm mọi người nghe. Thì mình thấy mình đánh cái cách này mình thấy hay, mình chia sẻ lại cho mọi người cùng xem cho vui. Thì mình đánh chim thì nói chung thì ok, mình sẽ chia sẻ lại những gì mình biết cho mọi người cùng xem luôn. Ok. Ở đây mọi người, mình chỉ cần cá cái cây nhỏ nhỏ là gần mặt đất xong mọi người nghe. Chứ không cần cua lắm đâu mọi người nghe. Đó, ha. Sợ gì thấy một cái thằng này, mình sẽ quánh nó chim và mình phải quay cho mọi người cùng xem luôn cho. Đó. Bố trí cách thằng này là quánh chim là tuyệt vời luôn nha mọi người nghe. Đó. Thấy chưa? Mọi người nhìn nó đơn giản như vậy chứ nó rất là hiệu quả nha mọi người nghe. Hiệu quả cực cô luôn á. Vì con chim nó lại nó ăn chuối thì đó, mình ghi cái chuối xuống dưới đây này xem rồi nè. Đây nè, nó lại nó ăn thì nó sẽ chìm qua. Cái vào này là nó sẽ ăn chuối nha mọi người nghe. Rồi ok mọi người cùng theo dõi cái video của mình luôn nha mọi người.
con nha mọi người. Ok nghe mọi người. Quá ok luôn. Thấy chưa? Thì qua ra. Quá đẹp. Hay lắm. Đó, ok nha mọi người. Mình cũng thỏa nó đây nha mọi người. Đó, thì nó rất là hung. À. Ok nha. Thấy hay thì cho mình một like nha mọi người. Thấy có lý thì đăng ký ủng hộ cái kênh của mình nha mọi người. Rồi. Ok mọi người nghe. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong một cái video mới nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video của mình nha.